Không có sống TV xin chào toàn thể các bạn. Hôm nay ngày 2 Tết thì gia đình mình có mời các bạn bộ đội đến nhà chơi. Có bữa cơm chung với gia đình mình, mời các bạn cùng xem nha. Mình cùng ăn với gia đình mình nha. Trước khi uống là nhờ Nguyễn Ban kiểm tra chính xác, kiểm tra lại cái chai rượu như thế nào, có hết đã rồi. Nhưng mà đúng rồi. Có nước, có màu, đầy đủ hàng thật. Rồi, đề nghị phôi luôn. Còn dân này không uống rượu đâu. Đưa hiệp. Rồi một xe. Người ta đến em cô nha. Hình như nó có cái khóa rồi, nó có khóa rồi đó, khiến cái khóa. Cho có cái khóa mới mở được, cái khóa. Không? Có phá nó gỡ ra vòng nhà ấy rồi, không phải. Nó nằm đâu dưới đây nè, nó nằm đâu dưới đây nè, cái phá chứ nằm đâu dưới đây nè. Có đâu chỗ này nè, có diện chỗ này mình dặn ra. Thì năm giả uống thường à, đưa giả mở ra. Ba rồi, chắc chai rượu uống được các bạn ơi, nó mở không ra rồi. Nó mở không ra sao biết uống được chưa? Rồi, ngày thứ ba nha. Cái này chắc phải đem tới tiệm sửa xe Honda mượn mở quá. Có giàu á, lấy giàu, lấy giàu. Đó rồi, tiếng giàu. Cả đường bé kia nó ở nước ngoài, nó uống thường rồi, nó biết à. Chán bỏ ăn là kêu mình đem dẹp vào giỏ, chán đâu mà chán. Đó chưa? Đó, hồi nãy tao gỡ vậy đó mày ơi. Ôi, với mẹ cái nắp, cái đút cả. Ôi. Mày nè, nè, trong đây nó có lỗ nè, dặn nút lại. Đó. Gỡ tem ra, Rồi, mình này đồ biếu không à, chứ mình không mua cho mình. Cái này trên đây có cái nút nè. Có mà. Có không? Sao tôi thấy mày dở được, tôi thấy đây có nút nè. Nút không à. Rồi giờ em có rồi, rồi. Rồi. Rồi xong 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 giờ con chế ra đi, chế đi. Tại vì mình cũng đề nguyên cái cho chính xác nè. Không chết luôn hả? Bả chết luôn hả? Không có đá vô. Nhưng mà ông xét coi được, coi chơi cho nó. Thôi, tôi làm nè. Lấy con chân đi. Chạy như thế này. Không phải chân đâu.
cắm đi nào đây. Nắm đi từ đâu ra nè. Một. Thì có giò nào đỏ đỏ đó vậy? Thì có. Sáng tới giò nó giò. Trời ơi,
đốt rổ từ từ miếng thôi, dụ tay miếng thôi thường. Nào bà ra cô bánh tráng đi. Ngồi không mà trời. Nghĩa ra cùng Nguyên hả? Mai cô hả? Mai cô hả?
đem cơm để bằng tiền 200-500 làm gì kia vậy? Lấy bao nhiêu thì tôi cơm để bằng tiền mà anh thích làm gì kia vậy? Bằng bổ luôn hả? Ừ. Làm gì luôn. Em nói là bây giờ trong trời em bây giờ đến ngang ngồi nè. Em nói là 9 tỷ thôi nha. Nếu mà nhà nước mà nó cho vô ngay 6 con á, 18 tỷ với nhiêu gì? Mới có 24 tờ nữa. Bao nhiêu đây là không có gì hết á. Tính đi. Không có nghĩa gì vậy? 12 tờ bao nhiêu chị Đăng? 24 tỷ. Rồi nó thêm 8 tờ, 500 triệu nữa là bao nhiêu? Thế. Giờ đang ban ngày thì không ơn. Ghê. Không, 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 ông trúng nguyên một cái sơ đây trăm của ông nguyên một cái sơ đây vậy nhưng mà nó được có 8 tờ đặc biệt 12 tờ rồi là lớn hả 8 tờ đặc biệt với ăn uổi 50 triệu là mấy tờ ăn uổi 6 triệu nữa là xong ha lãnh tất cả là được 28 tỷ bao nhiêu mấy trăm ngàn này đó tổng cộng 28 tỷ nguyên cùi đó viên lắp nhưng mà được cái tấm là đặc biệt à mấy thằng bạn nó đi làm chung với ông mà nó chơi chung mà ông mới làm gì cả trên không sao sao đâu mà la mua của mình là đâu đó thì ông ngồi lắm rồi nếu mà ông không có ra ông có phát chát đâu mà bán đi dưới đất bán đi dưới đất con 191 á con 191 Nhỏ nhà nhỏ con gái. Ủa, đọc anh em ruột ở bên đó. Giờ đâu anh.
Thank you.
31 phút 56 giây. Rồi mình xin phép các bạn nha, mình sẽ cúp video đi nha. Video hơi dài, các bạn có xem thì các bạn nhớ xem cho hết nha. Các bạn thấy hay thì các bạn cho mình một like, chia sẻ hôm nay nha. Xin chào và hẹn lại các bạn video mới. Chúc các bạn toàn thể các bạn mình năm mới vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại clip sau nha.